các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong bếp nhà mình hôm nay. Hôm nay đến với bếp, mình sẽ giới thiệu với các bạn một món chay. Với món ăn này, thông thường thì chúng ta sẽ sử dụng nguyên liệu chính là cua. Và món này chính là món bún riêu cua. Tuy nhiên là trong món này món chay, cho nên chúng ta sẽ sử dụng toàn bộ tất cả các nguyên liệu ở đây chỉ là những nguyên liệu chay thôi. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình đó là nước đậu lành. Nước này thì chúng ta sẽ có thể là tự làm hoặc là chúng ta sẽ mua sẵn ở ngoài chợ. Chúng ta sẽ chuẩn bị thêm đó là bún, nấm. Với nấm thì các bạn có thể chuẩn bị là nấm đông cô hoặc cũng có thể là nấm rơm. Các bạn chú ý một điều rằng là đây là món chay, cho nên chúng ta sẽ không sử dụng các gia vị là gia vị mắm hoặc như hạt nêm từ thịt. Chúng ta sẽ sử dụng hạt nêm chay và bột canh, muối, mì chính. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn thực hiện món ăn này nhé. Trước tiên, với nấm thì các bạn sẽ chọn cho mình nấm tươi và chúng ta rửa sạch, cắt bỏ chân của nấm đi. Sau đó tùy vào kích thước của nấm thì các bạn có thể chia làm 2, làm 3 hoặc làm 4. Sau khi thái phần nấm xong thì chúng ta sẽ thái đến cà chua. Chúng ta sẽ thái cà chua. Cà chua này các bạn sẽ thái thành múi cau. Sau khi chuẩn bị xong phần nấm cũng như phần cà chua thì các bạn sẽ bước đến là xào. Khi dầu đã nóng chảo, chúng ta sẽ sử dụng hành băm. Hành này các bạn băm thật nhỏ. Chúng ta cho vào phi. Khi hành đã chuyển hơi màu vàng và cũng có mùi thơm thì các bạn sẽ cho phần cà chua vào. Bởi vì là trong món này chúng ta sẽ không có phần gạch của cua để tạo màu vàng, nên với phần cà chua này thì các bạn sẽ phải làm cho cà chua nát ra để tạo màu vàng cũng như là độ ngọt của cà chua. Khi cà chua của chúng ta đã nát ra một chút rồi thì các bạn sẽ cho phần nấm vào nhé. Khi các bạn cho nấm vào xào cùng cà chua thì chúng ta không nên để lửa to, mà chúng ta sẽ giảm cho lửa nhỏ bớt đi. Bởi vì là chúng ta muốn để cho nó tiết ra cái phần nước ngọt. Lát chúng ta sẽ cho phần này vào phần nước đậu. Khi đảo cho cà chua với nấm được thấm với nhau rồi thì các bạn sẽ cho phần đậu rán. Phần đậu này thì mình đã chuẩn bị sẵn. Các bạn chỉ cần chiên đậu lên và cắt ra thành miếng. Tiếp đến thì chúng ta sẽ cho phần hành tây. Và bây giờ sẽ là lúc các bạn tẩm gia vị vào nồi. Các bạn sẽ cho hạt nêm này, chúng ta sẽ dùng hạt nêm chay nhé các bạn nhé. Và dùng thêm một ít bột canh. Tiếp đến là các bạn sẽ sử dụng cái phần nước dầu điều. Nước dầu điều này có tác dụng là làm tạo màu. Thì các bạn chỉ cho một phần vào này, phần xào này thôi. Còn lại thì lát chúng ta sẽ cho vào phần nước dùng. Sau đó các bạn sẽ đảo lại nguyên liệu một lần nữa. Vâng, vậy là phần xào gia vị của chúng ta đã xong. Chúng ta sẽ để phần xào nấm cùng cà chua này sang một bên. Các bạn sẽ bật bếp và cho phần nước dùng của chúng ta. Các bạn sẽ cho giúp mình là một phần nước dầu điều vào đây. Cái phần dầu điều này sẽ tạo cho nước dùng của chúng ta có màu. Các bạn cho phần nước cốt của chanh hoặc quất. Ở đây mình sẽ sử dụng nước cốt của quất bởi vì nước cốt của quất có mùi thơm. Với phần hành thì các bạn sẽ cắt và giữ lại phần cọng hành nhé. Các bạn chú ý rằng là với phần nước đậu này thì chúng ta không được đun lâu quá nhé. Đun lâu quá thì phần đậu của chúng ta nó sẽ bị khô. Ăn nó rất là sát luôn. Bây giờ các bạn sẽ cho phần nấm xào vào và cà chua này vào nồi. Sau khi cho phần nấm xào vào trong nồi thì các bạn sẽ bật lửa to lại để cho nồi nước dùng của chúng ta sủi lại.
Và cái đó thì chúng ta sẽ nêm thêm gia vị để làm sao cho cái phần nước dùng của chúng ta vừa vặn hơn. Gia vị chúng ta nêm vẫn chỉ là hạt nêm chay, kèm theo đó là bột canh. Các bạn chú ý là không nên khuấy quá mạnh vào nồi nước canh của chúng ta nhé. Bởi vì là khi khuấy quá mạnh thì nó sẽ bị vỡ các gạch ở bên trong. Sau khi nồi nước dùng của chúng ta đã sôi trở lại và các bạn đã nêm nếm gia vị đầy đủ thì chúng ta có thể là cho phần rau gia vị này vào đây nếu các bạn dùng nồi nước dùng này làm canh ăn trong bữa cơm. Còn nếu các bạn trình bày lên từng bát bún cho từng người thì các bạn sẽ không nên cho cái phần rau này vào đâu nhé. Các bạn sẽ cho vào từng bát một thôi. Bởi vì khi các bạn cho rau vào trong nồi thì nó sẽ bị nhừ rau ấy và nát đi. Các bạn sẽ cho bún vào bát nhé. Bún này thì các bạn có thể trần qua nước sôi. Nếu bún mới thì chúng ta cũng không trần, cũng không sao. Các bạn cho một phần bún vào bát. Sau đó là chúng ta sẽ trình bày các loại gia vị lên nhé. Vì nước dùng của chúng ta rất là nóng nên là các bạn có thể cho rau trực tiếp. Chúng ta thêm ớt. Và sau đó thì các bạn sẽ múc phần gạch cua. Đây ạ, gạch cua của chúng ta đây. Các bạn chú ý là khi chan nước dùng vào bún thì chúng ta sẽ làm cho phần nước dùng của chúng ta nóng sôi lên nhé. Vâng, vậy là vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn hoàn thành món bún riêu cua chay. Với món ăn này, các bạn chỉ cần bỏ ra 15 phút là đã có thêm một món ăn ngon cho bữa cơm gia đình mình. Rất mong rằng dưới sự hướng dẫn của mình, các bạn sẽ thực hiện thành công món ăn tại nhà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.